Vàng đã vượt mốc là 90 triệu đồng và lên đến 92 triệu đồng một lượng rồi. Đấy thì theo quan điểm của tôi nhá, vàng đã tăng lên một cách khủng khiếp, đặc biệt là Việt Nam, mà vàng thế giới đâu đó tính ra ấy, quy đổi ra thì nó khoảng tầm là 70 triệu đồng một lượng thôi. Giá vàng Việt Nam mình đang gần 20 triệu đồng một lượng. Vì vậy mà theo quan điểm của tôi thì bây giờ những anh chị nào mà sở hữu khoảng hơn 100 cây vàng, đầu tư hơn 100 cây vàng, tức là có thể là mua được bất động sản rồi đấy, hoặc là dưới 100 cây vàng nhưng mà mua được bất động sản rồi, thì hãy chọn cho mình chuyến bán đi để mà mua bất động sản ở những cái vị trí vàng, vị trí mà chúng ta có thể cho thuê được, nó sinh ra dòng tiền. Đấy thì bất động sản ở những cái nơi nó còn rất là rẻ, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh đang rẻ rất là nhiều so với Hà Nội. Đấy thì chúng ta có thể tìm những cái vị trí vàng nhé để mà mua. Anh em ghi nhớ là vị trí vàng thay vì là sở hữu vàng nhiều. Bởi vì vàng ấy thì nếu mà chỉ có tầm 5 cây trở xuống thôi thì là chúng ta giữ một ít để ở trong nhà thôi. Còn chúng ta để một cái trữ lượng lớn ở trong nhà thì là rất nguy hiểm. Và ngoài kia tôi nhìn thấy rằng đại đa số là những người nghèo bây giờ mới đi mua vàng. Thế thì theo quan điểm của tôi thì là luôn phải đi ngược lại với đám đông. Đám đông đang đi đổ xô đi mua vàng thì chúng ta hãy đem bán vàng để mua bất động sản vị trí vàng, sinh ra dòng tiền và tăng theo thời gian. Được chưa? Đấy là quan điểm của tôi. Quý anh chị thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết. Đó, xin chúc mừng quý anh chị. Nếu mà chưa sở hữu vàng thì tích lũy vàng một chút. Còn đâu nhiều vàng rồi thì chuyển ngay sang bất động sản vị trí vàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.